Nhưng mà rồi á, trong 3 tuần lễ mà xà quần chưa đâu vô với đâu á, dạ. Em có bị hoang mang lo sợ không? Dạ không, em thì là tâm lý em lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan á, với lại là em lo đi chơi, em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật. Tức là trong 3 tuần trăng, để chuẩn bị lên kế hoạch á, thì không không được. Nhưng mà trước khi đi là cũng được rồi. Rồi xong rồi đi á, cái đó là dính luôn. Dính bầu luôn. Một lần duy nhất và từ đó là chỉ, vậy là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ, mà đẻ con xong là phải kiêng nữa. Coi như tổng cộng 2 lần. Trời. Chào hai em. Mời hai em. Mình thấy cái đơn là mình thấy có vấn đề rồi đó, đúng dạ. không? Dạ đúng rồi. Lời đầu tiên thì xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Đàn thì mình sẽ có hát nữa, tại vì em đàn không có hay, em hát thì cũng không có hay, nhưng mà hai cái đó hợp lại thì nó đỡ dở hơn. Nó đỡ thì dạ. Dạ. Nhưng mà cái đối tượng mà em phục vụ chính là ai nè? Dạ bà xã đó. Dạ. Rõ ràng để chi biết không, để lúc em đờn là em được quyền nhìn thẳng vô mắt bà xã. Thực ra thì khi mà đàn thì em cũng không có cần nhìn đâu, tại vì cái bài hát mà em viết á thì cũng là viết về bà xã. Trong lúc em lên dây đó, chuẩn bị đó thì bây giờ mời em, bây giờ em giới thiệu em một chút, vừa xong một cái là tiếng đàn cất lên liền. Đúng rồi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và tất cả những quý khán giả xem chương trình này ạ. Em tên là Nguyễn Vũ Ngọc Châu, thì em đang làm CMO là chuyên môn cho văn phòng đại diện của Viện Tế bào gốc ESL Bio. Chào mời em. Dạ hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh, em tên là Nguyễn Thái Dương. Thì các bạn học trò của em hay biết là em hay dùng âm nhạc để mà đưa vô bài học để mà dạy. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không có dùng âm nhạc để đưa vô bài học, mà mình chỉ nói về tình yêu, tình yêu gia đình thôi. Là Dương nhiêu tuổi rồi cưng? Hôm nay em ngót nghét 30 rồi. Ngót nghét 30 rồi. Dạ, éo quá. Sáng 5.000 xôi, chiều 3.000 trà đá. Còn Châu thì sao? Thì em ngót nghét bằng Dương. 29. Thôi bây giờ em đàn một bài để cho anh chị ké. Ké, đúng rồi. Dạ, nghe ké cái coi. Dạ vâng, em rất là hân hạnh. Thì cái bài này nó tên là cái bài Tự Nhiên. Tự nhiên hai người chẳng quen biết nhau mà có thể trò chuyện suốt đêm thâu. Tự nhiên hai người nào thân thích đâu mà trái tim chung nhịp cầu. Tự nhiên hai người từ hai xứ sở chẳng biết sao lại gặp gỡ. Tự nhiên hai người hai quê xa lạ giờ sống chung một nhà. Lạ thật đấy, lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ô lạ thay, ô lạ thay, tự nhiên ta tâm đầu. Ô ngộ ghê, ô ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Tự nhiên hai người từ đâu khiến xuôi lại chia ngọt sẽ bùi. Một khi có người sầu lo chẳng vui, người kia cùng với nụ cười. Tự nhiên bên đời anh đây có thêm người thân ấy là chính em. Tự nhiên trong nhà anh ấy có thêm người anh sớm về mỗi đêm. Lạ thật đấy, lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ô lạ thay, ô lạ thay, tự nhiên ta tâm đầu. Ô ngộ ghê, ô ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Dạ, cái bài hát anh hay quá em ơi. Dạ, rất hân hạnh. Dễ thương ha, bài rất là dễ thương. Anh rất muốn biết hai vợ chồng em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào.
Dạ, vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau á là em đại diện cho lớp em và chồng em đại diện cho lớp chồng em làm MC trong trong cái chương trình gọi là truyền thống khoa về sinh học. Tụi em cùng trường, cùng khoa, chỉ khác lớp thôi ạ. Chắc là em gặp cô này là chắc là không bình thường nào đúng không? Cũng không có bình thường. Trước khi mà lên sân khấu làm MC á, là em thế cho một người bạn. Chắc vợ em không dám nói đó chứ. Vợ em về kể lại, trời ơi, lần đầu tiên gặp anh á, em thấy cái gì đó nó dơ dơ. Tại ngày xưa sinh viên tự nhiên mà. Cái này chắc cũng xin lỗi các bạn tự nhiên, chứ thực ra mà nói mình là cũng là người tự nhiên. Thì mình thấy sinh viên tự nhiên nó tự nhiên quá. Không có chú ý về cái cách ăn mặc, đầu tóc, không có chú ý gì hết trơn. Ngày xưa tóc em nghệ sĩ để cái mái mà nó che hết nguyên khuôn mặt mà mồ hôi mồ kê đúng là dơ, đúng là dơ dơ đó. Giờ thì móc móc cũng cũ cũ. Dạ đúng rồi, nhìn nó dơ dơ lắm. Còn em á thì nhìn bà xã thấy trời sao gì mà chỉnh chu gọn gàng quá. Em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ bỏ vô quần. Thời của em cách đây 10 năm không có ai vậy hết. Em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không? Dạ không. Nó không phải là đùng một cái mà mình thấy là nó bất bình thường, mà nó sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ. Đã. Thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình. Nãy giờ Dương kể thì các anh chị cũng nghe là em là có bị bệnh là điệu bẩm sinh đó, nghĩa là em rất là điệu. Cho nên nó là sẽ gây được ấn tượng với Dương là vì em điệu hơn các bạn. Chương trình người ta có 3 tiếng à. Tụi em thống nhất là mặc 3 bộ đồ. Ban đầu Dương đề nghị thì rất là mắc cỡ, sợ em không chịu. Nhưng mà em nghe 3 bộ đồ em mừng quá. Tại vì mình được điệu. Dạ đúng rồi. Thích quá, cho nên đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là mình rất là thích đẹp, mình rất là thích chỉnh chu. Vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á? Thì có một lần em nhắn tin với Dương là em đi làm về tối. Thì Dương nói là sẽ đón em về. Cho nên đó là Dương chở em về. Thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở. Thì đó lần đầu tiên gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau bên ngoài. Lúc đó là có tỏ tình luôn không Dương? Chưa anh, chưa. Cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm. Cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày Noel. Ngày Noel năm rồi, ngày Noel vừa rồi chính là kỷ niệm 9 năm. Ủa? Ngày quen nhau. Wow. 9 năm. Dạ. 9 năm luôn. 9 năm quen nhau. Rồi, tới giờ sao nè? Tỏ tình có gì đặc biệt không nè? Em thức đêm thức hôm làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy. Lúc cảm nhận của em sao, nói tại sao không tặng là con chim sơn ca? Đúng rồi đó. Hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò. Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà là gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Nói chung là mình nhận trong lòng rồi nhưng mình không nói ra. Không nói thành lời luôn. Dạ. Coi như là chấp nhận, em cũng hiểu là bạn này đồng ý thôi. Dạ đúng, nhận quà mà chị. Như là ngày xưa không có nắm tay nhưng mà có hôn gió được không? Dạ có. Hôn gió hả? Dạ. Trời đất ơi, hôn gió bà nội ơi. Vậy hả? Hay là vậy hả? Trời ơi là trời. Rồi cái nấc thứ nhì là bao lâu thì em mới được nắm tay, rồi em mới được đặt cái luôn. Đặt cái bờ môi của em lên gò má của chị. Chắc cũng phải cả tiếng sau. Lâu quá, chị tưởng nó nói là tháng sau hay năm sau. Không, mình cũng nghĩ vậy luôn á. Dạ, hôn tóc. Hai tháng sau là mấy hôn môi. Hôn môi. Hôn má thì em chồng không... em là hay quên á. 2 tháng sau là hôn má, 6 tháng sau mới hôn môi. Rồi đó. Nhưng mà là có lúc nào mà giận hờn nhau đến độ phải đứt đoạn không? Dạ, giận một lần. Em cũng không nhớ lý do tại sao, nhưng mà cũng giận nhau một tuần. Cũng cảm thấy là buồn, là tổn thương lắm. Nhưng mà cũng do là tụi em quen nhau từ ban đầu là lý trí đi trước tình cảm. Thành thử ra là suy đi nghĩ lại thì cũng không có ai hợp với mình bằng người này. Rồi bên này họ cũng nghĩ vậy. Cho nên nó là ráng lắm mới được một tuần, giận nhau mới được một tuần. Rồi xong đó là quề luôn. Dạ. Và êm đềm cho tới ngày cưới luôn. Rồi, vậy là hai đứa giữ gìn với nhau cho tới ngày lấy, ngày làm đám cưới luôn. Dạ, đúng rồi. Như vậy là trước đó là cũng không sống thử, không gì hết luôn. Tụi em làm ăn chung, rồi chung rất là nhiều cái về tiền bạc tất cả mọi thứ. Nhưng mà chỉ là giữ gìn cái chuyện quan hệ thôi. Em ơi, cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui được? Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt. Dạ chớt quớt. Chớt quớt là do ông xỉn. Hai đứa tỉnh quá nên mới chớt quớt.
chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng, và đúng là cố gắng luôn đó, rồi có cả lo sợ nữa. Rồi mình cảm thấy mình cái này mình chia sẻ kiểu đàn ông như không sao cả anh Thuận đó, kiểu là chưa có gì hết, đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó, khó lắm. Khi về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước, ủa làm sao? Xí. Em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ? Em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba ở trong cái câu chuyện này. Chỉ có hỏi mẹ thôi. Mẹ cũng có tay hỏi ba. Còn bạn này mới hỏi mẹ nè. Rồi hỏi chuyên gia nữa. Bà trong đó em cũng thấy sao mình dở quá vậy? Cái này gì nó do mình không? Thí dụ như mình ào ào cái là được rồi. Nhưng mình sợ chỉ đau. Tức là mình cứ không có, cứ sợ quần sợ quần hoài. Thôi rồi cuối cùng cũng ráng, và cũng được ba tuần, gần tháng sau. 3 tuần sau mới có đêm tân hôn. Dạ đúng. Đúng nghĩa. Trọn vẹn. Đúng nghĩa. Đúng. Còn em sao, có về hỏi mẹ không? Dạ không, em thì em cứ im lặng thôi. Nhưng mà rồi á, trong 3 tuần lễ mà sợ quần chưa đâu vô với đâu á. Dạ. Em có bị hoang mang lo sợ không? Dạ không, em thì là tâm lý em lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan á, với lại là em lo đi chơi, em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật. Tức là trong 3 tuần trăng để chuẩn bị lên kế hoạch á anh, thì không được. Nhưng mà trước khi đi là cũng được rồi. Rồi xong rồi đi á, cái đó là dính luôn. Dính bầu luôn, Một lần duy nhất, và từ đó là chỉ, vậy là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ, mà đẻ con xong là phải kiêng nữa. Coi như tổng cộng 2 lần. Trời. Tụi em chỉ mới tân hôn đâu đó chừng 5 đổ lại đây. Mà con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 3 tuổi rồi anh. 3 tuổi dạ. Rồi em. Dạ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta đến sang với cái phần là rất là hấp dẫn nha. Nãy giờ anh thấy chồng em á nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn, rất lịch thiệp vậy. Không biết anh ấy có nhiều tật xấu không ạ? Chồng em thì hay bề bộn, nghĩa là về là giày bỏ nơi, dớ bỏ nẻo. Cái bàn làm việc của chồng em mà nó sạch được quá 3 tiếng là em phải làm tiệc chúc mừng. Vì lên ngồi cái là nó tùm lum hết à. Nghĩa là ông để, ông quăng sách vở để dạ bừa bộn đó. Dạ đúng rồi, cái ba lô chồng em mà mở ra là coi như là giống như túi Doraemon, không thiếu cái gì hết. Nhưng mà em thì được cái là em thoải mái, cho nên đó là chồng em dậy thì em cũng thấy thoải mái, ok luôn, không sao hết. Hai vợ em chồng em mà đi du lịch về là hai cái vali, là cái vali bỏ chỗ này, cái vali bỏ chỗ kia, rồi cứ lôi đồ ra mặc hết thì cất vali thôi chứ cũng không. Nhưng mà em có bừa bộn không? Dạ. Em có bừa bộn giống như ảnh không? Em thì em không bừa bộn như ảnh, nhưng mà em cũng không phải là người quá chi li trong mọi thứ. Còn gì nữa nè? Còn thật xấu gì? Có giống Nobita không? Dạ, chồng em là sao? quên số 1 luôn, nhưng mà may quá em số độc đắc. Em quên giỏi hơn chồng em. Quên. Tiếp tục này. Chồng em cọc, nhưng mà em có thuốc trị. Thật ra là chồng em cọc thì em giả ngu, giả ngơ, coi như không biết gì hết. Xong rồi lấy hồi là quên luôn, thế là xong. Quên là mới cọc luôn á. Thật sự luôn là kể tính tốt thì em kể rất là nhiều. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Em thì em thấy như vậy là được rồi. Quá tốt. Vậy là tới em đó Dương. Nói chung thì em cũng có một cái hội bạn thân, là cái nơi mà em hay chia sẻ những cái tật xấu của bà xã. Mấy bạn em cũng có bà xã hết, về kể với nhau thì mới phát hiện một điều, đó là cái tật xấu của mấy bà xã của mình thực ra nó ai cũng có. Y chang luôn. Cái đầu tiên là cái mà em cảm thấy khó chịu nhất, nó làm cho em nhiều cảm xúc tiêu cực nhất, đó là cái chuyện mà phủ nhận tất cả những cái gì mình đã làm. Cái này nói được không ta? Chồng đi làm về thì phải đưa tiền chợ đó, đưa tiền chợ vậy. Nhưng mà mỗi lần mà giận lên chút xíu như là anh không có lo gì được cho em hết trơn, anh không có cho em cái đồng nào hết trơn đó, kiểu vậy là quên, nó bị tính hay quên. Cầm tiền xong mà không nhớ mình cầm tiền của ai luôn. Dạ đúng rồi. Xong cái đó mới đưa hồi chiều đó, bây giờ kể nữa có chút xíu vậy mà cũng kể nữa, kể quá trời kể luôn đó, kiểu vậy. Rồi một cái ha. Rồi cái thứ hai đó là cái này gọi là quy tắc con số 4 mà mãi tới bây giờ em mới học được, chứ ngày xưa đâu có biết. Cho nên là luôn luôn gặp rắc rối. Mỗi lần mà giận nhau ấy, bả nằm xoay vô tường, còn em phải nói em ơi cho ôm cái nha, thôi đừng có đụng vô, thôi cho ôm cái đi mà, thôi đừng có đụng vô. Mình muốn ôm rồi đó, cái vợ mình mới nói không, cái này em nghiêm túc, tại vì bây giờ em mệt á, nếu mà anh cứ đụng vô người em như vậy nhiều á thì em sẽ không có ngủ được, cho nên là nếu mà anh muốn á thì nói chuyện sao bây giờ không đụng vô em. Nghe nghiêm túc quá, em tưởng thiệt. Cái thế là em ngủ luôn. Cái sáng mai tại sao anh không ôm em?
cái ủa anh nói mới được đâu, không được, anh phải nhớ quy tắc con số 4, phải năn nỉ 4 lần tới cái lần thứ 5 mà em vẫn như vậy thì mới là thật đó. Thì đó là cái mà em học được, thì có như sao đó là bớt cái... xuống 2 lần cho đỡ mà xuống đi. Đã đi chợ tôi còn trả giá mà. Chứ nhiều khi mình thoải mái quá cũng đâu có đường chị. Nhưng mà mình bây giờ phải làm nư chứ. Từ từ cái con số 4 nó lờn. Số 5, số 6 này kia là có nhiều cái chiêu trò khác nữa. Cái đó là cái thứ hai. Này lại có lần em mệt nữa nè. Có một ngày đẹp trời nọ, cái tự nhiên cái cảm thấy khó ăn khó ở, cảm thấy hay cáu gắt. Lúc đó mình biết là giận rồi, mình cảm nhận được. Cái mình hỏi em giận anh gì hả? Đâu có giận gì đâu. Sau mãi sau này mình mới biết là ồ, hình như đã lâu rồi mình không có chuyện ấy. Cái lúc đó là lúc mới cưới, cũng lo toan nhiều thứ lắm. Rồi mới dọn ra riêng, có rất là nhiều gánh nặng phải lo, mà đùng cái có bầu nữa. Cái mới, à trời ơi, thì ra là cái chuyện đó. Cho nên là mới khó nói. Đó, chứ sau đó hiểu rồi thì lâu lâu em cũng mạnh dạn. Mà bây giờ chủ yếu là em đòi nhiều hơn. Rồi bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì? Dạ, thay đổi gì không? Muốn thôi. Chứ cũng hiểu là cái hoàn cảnh nó cũng khó. Tức là sáng sớm vợ nấu cơm, mình ăn cơm chung, vợ ở nhà chơi với con hết đi. Mình đi làm được rồi, còn vợ đi làm cho vui. Một ngày 4 tiếng thôi, một ngày 8 tiếng thôi. Đó, rồi còn lại thì mình lo hết. Thì cái đó là cái mong muốn của em. Nhiêu thôi. Chị thấy vậy nè, chị có cảm giác thôi là hình như tụi em còn có một cái gì đó nó vẫn còn giữ kẽ với nhau á. Mặc dù là mình đã quen nhau tới 5-6 năm rồi, mình ở với nhau 3 năm rưỡi rồi, nhưng mà hai vợ chồng vẫn còn cái gì đó nó chưa phải là một. Nó vẫn còn cái sự giữ kẽ với vợ, giữ kẽ với chồng và giữ kẽ với mọi người xung quanh. Đó, thì giữ kẽ với người xung quanh là ok, là cái điều đó là nên phải bắt buộc. Nhưng mà em biết không, vợ chồng nó có cái vui lắm. Khi mà em đã vượt qua được cái điều mà giữ kẽ với nhau á, thì chị nói thiệt với em là cho đến thời điểm đó thì cái mảnh ghép kia, cái nửa kia mới chính thức là một nửa của mình. Nó khớp á, nó vô cái ngàm nó khớp. Và tự nhiên mình cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà xấu xí nhất mà mình cần phải ém đi, mình cần phải gì cho mọi người đừng có thấy, là mình chỉ có xả được với chồng mình thôi. Và ngược lại, chồng chỉ có xả được với mình. Nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng lắm. Không, cái đó chị nói nghiêm túc. Em cứ thử đi. Tại vì cái người mà đi với mình đến cuối cuộc đời là chồng, là vợ mình thôi, chứ cũng có ai. Nếu mà mình thực sự là một nửa của nhau thì thành ra em thử cái cảm giác đó đi. Tức là tụi em đã rất nhiều những cảm xúc rồi, cái cảm giác rồi, bây giờ tụi em tận hưởng thêm một cái cảm giác đó nữa, là không giữ kẻ với nhau nữa. Đó là muốn là anh, đó ví dụ nha, đó lâu lắm rồi đó, ví dụ vậy. Chị nói vậy không cần phải nói xa nói gần, không cần phải tự hiểu. Em hiểu chị không? Không cần phải tự hiểu. Tại vì như vậy nè, những cái đó nó sẽ làm cái hưng phấn của chồng em nhiều hơn. Hoặc ngược lại nha. Tự nhiên ủa trời, bà rất cần đến mình, bà nghe là hiểu, bà rất là mê mình, bà rất là muốn mình, là tự nhiên cái hưng phấn nó nổi lên, đúng không? Đó, và ngược lại chồng cũng vậy. Đó thì chị góp ý vậy thôi. Em có vậy không? Có luôn. Không có. Bởi vì mấy hai đứa liên tiếp. Anh hy vọng là sau chuyện này về các em, nếu như vẫn còn có cái gì mà chưa có thật sự là có thể tỏa ra hết, bung xòe ra hết á, thì hy vọng sau chuyện này về thì hai vợ chồng sẽ không còn có một cái gì đó kẻ, không có gì cái gì đó giữ nữa hết. Nghe, cứ nói hết nghe. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Chuyện của nhà bên anh Hùng tính sao? Trời, có gì đâu. Thì có đâu ai tới đó, hai tụi con thương nhau là được rồi, không có chuyện gì xảy ra mẹ ơi. Mẹ em im, mai mẹ hẹn anh Hùng ở đây ăn uống nha. Ý là dẫn đi ăn thôi. Cái mai hẹn anh Hùng lên, tự nhiên bây giờ bác cho con mượn tiền để lo cho mẹ con, bác cho hai tụi bay tiền mua nhà, chuẩn bị cưới nhau đi. Trời ơi, thương quá hả Hùng ơi. Trời ơi, mẹ hay quá, hay à. Tưởng đâu là hai nhân vật đến từ truyện tranh không ạ? Hai bạn có phải là người Việt Nam không? Phải. Bây giờ đoán nha. Chắc chắn hai bạn phải có một người làm công việc về ngành tóc, đúng không? Dạ, chồng em. Đúng không? Thấy em này đoán trúng không? Đúng sao? Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, trước tiên em chào chị Hồng Vân và anh Phước Thận và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. Em tên là Giáp Khẩu Phụng.
Em năm nay 26 tuổi. Em công việc em là gì? Dạ hiện tại là em đang kinh doanh buôn bán online á. Dạ. Giáp Hảo Phục. Dạ. Ờ, ấn tượng quá cái tên. Ha, công nhận á, khuôn mặt thì giống Katy Perry. Thiệt má. Đúng rồi. Đúng không? Em cảm ơn. Ừ. Rồi, mời em. À, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Nhân Hùng, hôm nay em 34 tuổi. Hùng Phụng là, hãy kể cho chương trình biết là hai em lần đầu tiên gặp nhau và yêu nhau như thế nào. Cho em kể trước nha. Ừ, em kể trước đi. Bữa đó là em chỉ đi học bình thường thôi, em đang lúc đó còn là sinh viên. Thì em là đi học, trong đó thì anh này ảnh làm giám sát thi công công trình. Thì ảnh có công việc đi ngang vô trường em á, thì lúc đó mới gặp em. Mà anh này ảnh gặp mình, anh đâu có xin số điện thoại đâu gì đâu. Cái lên Zalo, hồi đó Zalo có cái tìm kiếm á chị. Cái bắt đầu tìm kiếm thấy tên em, không dám nhắn tin, kết bạn. Nói trời quen biết gì đâu chuyện kết bạn trời. Thôi kệ cũng kết bạn nói chuyện, rủ đi chơi. Ngày đầu tiên đi chơi, bỏ cho em đợi từ 7 giờ chiều quốc tới 9 giờ tối khuya luôn. Mà giờ nó còn sinh viên sao 9 giờ đi chơi được. Mà lần đầu tiên đó. Em bấm chặn số luôn chị. Ừ, nhưng mà sao em đi trễ cho Hùng? Em đi làm về em kêu thôi để nằm chút xíu rồi khỏe khỏe rồi sẽ ra điện thoại rủ đi chơi. Nhưng mà hẹn rồi cái em nằm cái ngủ quên 9 giờ luôn. Nhưng mà em hẹn 3 lần mà em quên hoài à. Cái hôm đó cái tự nhiên em ngồi thôi không có ngủ nữa, rồi mới hẹn vợ em. Cái em không chịu luôn chị, em nói không gặp. Cái ảnh này nhắn tin, bây giờ có ra gặp không? Không ra anh xong vô nhà. Gặp liền để xíu để anh ra. Tại liền ba vậy em mới vô khó, cho nên em ba kêu... khó lắm mà dám kêu không ra anh xong vô nhà lúc đó em mới chịu gặp á. Nghĩa là lần thứ tư là gặp được. Giận lắm, chờ nghĩ sao mà hẹn gái người ta hẹn 3-4 lần 4 lượt rồi gặp sau luôn. Cái lần đi chơi đó là em có ấn tượng gì về ảnh không? Cái lần đi chơi đó là lần đầu tiên luôn, từ trước tới giờ là em, tại vì anh cũng có nói là em hồi đó em để tóc dài mà em cũng dễ thương nữa, nên em cũng có rất là nhiều bạn bạn khác giới cũng có. Thì coi như anh này là người đầu tiên mà là em có ấn tượng nhiều nhất. Cái buổi đi chơi đầu tiên đó thì hai đứa dạng chở nhau đi chơi vòng thôi, thì anh mới nói trời sáng giờ anh làm mà anh ăn được có cử à, anh đói quá rồi anh mua xôi, thì anh tấp vô anh mua xôi, thì mua xôi ăn bình thường ăn ngon lành vậy đó. Cái tắp vô là quán nước rồi, cái em ngồi xuống mới nói đâu em ăn thử miếng coi ngon không, thấy anh ngon ngon lành. Trời ơi, xôi bị hư. Có xôi bị hư mà ổng ăn gần hết cuối luôn rồi. Cái nó, ủa sao tự nhiên ăn gì trời, hư rồi ăn gì. Mua rồi, tự nhiên bỏ, nói vậy á. Cái em nói, ủa sao kỳ vậy. Lúc đó em vẫn chưa có biết là hoàn cảnh gia đình gì hết trơn á. Tại vì đi chiếc Vespa chị, nhìn là nghĩ cũng khá giả, trong ba dạng bình thường. Cái em mới nói, ủa sao kỳ vậy, anh kể em nghe đi. Thì lúc đó anh mới tâm sự là ba chồng em hiện tại bây giờ với là mẹ chồng em, ba em là bán đá bào ở ngoài mấy cái trường học á chị. Chạy xe bán đá bào. Mẹ chồng em bán bánh tráng trộn. Thì biết gia đình không có khá giả, và cũng nhờ vậy em mới biết là ba chồng mẹ chồng em chưa bao giờ có một căn nhà ổn định hết, chỉ ở nhà mướn thôi. Và nghe anh tâm sự như vậy á chị, khi em cảm thấy thương nhiều lắm. Dạng thật thà chân chất á chị. Vậy cái xe Vespa đó ở đâu? Dạ tích góp quá chị. Dạ cái đó là mua lại của giám đốc em. Dạ xong rồi trả từ từ. Ông cũng thương hoàn cảnh nên bán giá rẻ đúng không? Dạ. Cái hôm đó là ngước vợ em á, vợ em kêu nhà vợ em ở trong hẻm rồi nè. Kêu nhà em á không, nhà em cũng ở mướn. Cái xong rồi cũng nói là nhà ở mướn. Đúng rồi, vợ em chưa nói là nhà vợ em khá giả hay sao mà nhà vợ giàu hả? Dạ. Nhưng mà em giấu, em không có cho bạn này biết. Dạ. Em nói em ở nhà mướn. Dạ, em nói tại mẹ em có cái tiệm tạp hóa chị. Cái em cứ nói là em ra ngoài em làm phụ, làm thuê thôi. Em ở thuê luôn, em là sinh viên nên đi học. Tại em sợ anh ngại á. Mà anh có vô không? Cũng vô đó bình thường rồi. Em cũng ý là vô, con đâu có cho gặp mẹ em đâu. Chỉ là đi ngang qua xong rồi con chào bác thôi, chứ không hề nói là mẹ em luôn. Lâu lâu dần dần rồi em mới nói cho nghe. Dạ. Còn em thì sao Phụng? Em có tới ăn đá bào với ăn bánh tráng trộn? Có. Nhưng mà trời ơi, lúc đó trông gai lắm, chưa có được đi ăn đâu. Mới gặp nhau thì không có hẹn về nhà liền. Thì tự nhiên một tháng sau khi hai đứa quen nhau thân rồi đó, tự nhiên ổng dọn ra ngoài ở chị. Ủa sao tự nhiên kỳ vậy, nhà ổng ở đi ra chỗ gì hay. Mày cũng không hỏi em, nói ủa anh sao vậy. Cái không nói, nó không có gì. Cái sẵn rảnh lướt Facebook á, thời đã có Facebook. Cái em lướt cái thấy cái tấm hình hồi xưa, cái có tấm hình dắt chị nào đi chơi á. Cái em mới nói ủa anh này ai vậy. Em gái, em họ anh, mà nhìn khác nhau lắm kìa, mà nhìn kiểu không phải. Tâm lý chị, mách bảo chị, là em giận, em lơ luôn. Lâu lâu sau này mẹ em mới kể, mẹ chồng em á, mẹ chồng em là người thân thiết nhất với em luôn. Mẹ chồng em vừa bị suyễn, mà vừa bị tim nữa.
cái bị bệnh cái xỉu giữa đường luôn. Cái ổng lật đật ổng gọi em, cái em cuốn gói em đi theo ổng luôn, là lên đó là gặp mẹ đang trong bệnh viện á, gặp cái mẹ kể từ A tới Z cho. Mẹ nói là tại sao mà Hùng nó ra ngoài đường, tại sao mà bỏ nhà ra đi đó phải. Dạ đúng rồi, là tại vì bạn gái cũ, ý là chia tay bạn gái cũ, nhưng bạn cũ không có muốn chia tay, mới lên nhà chồng ở. Thì lên nhà ổng ở được tuần là ổng ra ngoài tuần luôn. Dạ ổng dọn đi một tuần luôn, mẹ mới giải thích cho em nghe. Chứ lúc đó là em giận thật sự và em không có muốn gặp luôn, chỉ vì là mẹ bệnh như vậy nên phải lên thôi, phải gặp mẹ thôi. Thì lúc đó mẹ kể. Và sau lần đó thì sức khỏe của mẹ như thế nào? Xong rồi cái lần biến cố nhất là mẹ em giống như bây giờ em nói ấy. Sao? Để em nói giùm cho. Mẹ em vừa bị tim mà vừa bị xuyễn thì không thể trị được hết. Coi như là chỉ có 2 giây thôi chị. Đã vô bệnh viện rồi nhưng không kịp. Tính tới thời điểm này là mẹ em nằm thịt vật được 4 năm. Dạ. Mẹ bị đột quỵ ha. Dạ mẹ đột quỵ. Cũng là mẹ cũng là ba đó thôi, thúc hai chồng em cưới nhau. Tại vì tính tới thời điểm đó em mới có 22, 23 tuổi à. Học vừa mới xong, coi như là bước qua một trang mới rồi vô là lấy chồng liền luôn á. Trong cái khoảng thời gian đó có rất là nhiều biến cố xảy ra. Để em cho chồng em bình tĩnh lại coi. Xong rồi mẹ em nằm đó, cái em kêu trời bây giờ kiểu như rối luôn chị. Trời vô phòng đặc biệt mà cứ nằm vậy mà em kêu thôi. Lúc đó em lơ vợ em luôn. Mình em không cảnh muốn làm khổ vợ rồi. Em xong rồi em nói thôi em à. Em kêu thôi coi như là mình không có duyên đến nhau vậy. Chia tay đó. Lúc ấy chắc cũng khó khăn rối bời lắm đúng vậy. Không khó khăn lúc đó là tiền bạc cũng lum la. Em không muốn làm khổ Phụng. Dạ tính lúc đó là tiền viện phí lên tới 200 triệu rồi. Là không còn đủ khả năng luôn. Em nói rồi, chồng em không có nhà để ở mà anh nghĩ trong lòng anh bán hết xe cộ, bán hết đồ, nói chung đâu có nhà để bán đâu. Bán hết để mà chi trả cái tiền viện phí đó chị cho mẹ. Rồi lúc đó em sao? Mẹ em thương anh này lắm, thương nhiều lắm chị. Xong cái buổi trưa đó em đang nằm chơi vậy nè, hai mẹ con nằm thì tâm sự. Cái mẹ em mới nói Bi, vậy giờ tính sao Bi? Em ở nhà em tên Bi. Dạ tính sao là sao mẹ? Thì con tính sao, chuyện của nhà bên anh Hùng tính sao? Trời có gì đâu. Thì có đâu hay tới đó. Hai tụi con thương nhau là được rồi, không có chuyện gì xảy ra mẹ ơi. Mẹ em im. Mai mẹ hẹn Hùng ra đây ăn uống nha. Ý là dẫn đi ăn thôi. Cái mai hẹn anh Hùng lên. Tự nhiên bây giờ bác cho con mượn tiền để lo cho mẹ con. Bác cho hai tụi bay tiền mua nhà, chuẩn bị cưới nhau đi. Trời ơi thương quá hả Hùng ơi. Trời ơi mẹ hay quá hay à. Lúc anh muốn hỏi em về cái cảm xúc của em lúc mà em nghe mẹ nói những điều đó như thế này. Ý là em cũng không ngờ luôn, kiểu như là tin tưởng tuyệt đối, cứ kêu thôi con cứ làm đi, có thiếu gì bác hỗ trợ thêm. Khoảng thời gian đó là má em cứ cho hỗ trợ tài chính cho em để đi làm. Từ đó má vợ cứ thúc đẩy đến giờ. Trời ơi quá tuyệt vời. Chắc kiếp trước á em cũng làm con của mẹ rồi. Kiếp trước á con cũng thông qua chương trình này con cảm ơn mẹ rất rất là nhiều. Cho dù có kiếp sau con cũng mong con được là con của mẹ. Em thương cả ba, cả mẹ chồng em, cả ba, cả mẹ em nhiều lắm. Thương chồng. Thương chồng nữa chứ, thương chồng nữa chứ đúng không? Còn thôi thì Hùng không thì phải sao? Để Hùng chứ Hùng nói chuyện với Hùng với sao? Mẹ vợ đi. Em gửi một vài lời với mẹ vợ. Thông qua chương trình thì con cũng cảm ơn ba mẹ vợ và ba mẹ em rất là nhiều. Ba mẹ em thì cũng khổ đi, cho nên em rất là tình cảm với ba mẹ. Bây giờ mẹ nằm xuống không có coi được chương trình ngày này con gái thành công, cho nên em rất là bây giờ có gì em rất là xúc động nói với mẹ. Anh đã nói chương trình xin cảm ơn ba mẹ rất là nhiều để tạo điều kiện cho con ngày hôm nay. Thật ra Hùng là người rất là thương mẹ. Dạ. Mà như vậy thì là chắc chắn Hùng sẽ là một người đàn ông cực kỳ đáng tin cậy cho em với lại đứa con của em. Chắc chắn là như vậy. Rồi. Nói chung là những cái chuyện buồn coi như là đã qua. Dạ. Vậy xong đi nha. Chứ là nói nữa thì Hùng lại khóc nữa. Dạ. Đúng chưa? Thì nói chung là để tiếp theo chương trình thì anh trước khi đến với cái phần hấp dẫn nhất của cái chương trình này đó thì anh cũng phải nói gửi một cái lời và nói cảm ơn đến mẹ vợ của Hùng là mẹ của em, người mẹ vợ quá tuyệt vời. Rồi bây giờ đến cái phần hấp dẫn nhất nè. Em coi chương trình này nhiều chưa? Dạ rồi. Hấp dẫn nhất là phần nào? Dạch mặt. Đại hội dạch mặt đó. Bây giờ từ lúc coi như lấy Hùng về ở chung nhà với nhau rồi thì
anh thật sự nãy giờ anh thấy Hùng rất là hiền. Vậy thì anh muốn hỏi em là ở với nhau thì anh ấy có tật xấu gì lòi đâu? Không có luôn anh. Không có luôn. Không có tật xấu. Nếu luôn mà luôn em nói vậy, ta nói trời ơi mày xạo này kia, không có luôn chị. Em sinh em bé được 6 tháng thì em bắt đầu làm công việc livestream. 9 giờ tối là em bắt đầu lên live. Mà cái khoảng thời gian nó phải ôm con, ngủ với con. 4 giờ sáng mới hết. Cái gì mà em live em nói vậy? Gì khiếp vậy? Dạ. Em kể chuyện đêm khuya thôi. Dạ em bán quần áo thôi. Ủa nhưng mà chồng em là em hồi nãy em nói là chồng em thay em chăm sóc và lo từ A tới Z luôn. Cụ thể nó là gì nè? Sáng sớm dậy tắm rửa cho con là lúc em cùng 6 tháng trở lên á. Tắm rửa thay đồ cho con. Tắm xong cái cho ăn, lấy em dắt sữa ra xong rồi cho con bú. Thì em ngủ 6 giờ sáng bắt đầu em ngủ tới trưa lần. Cái lấy sữa đó cho con bú. Bú xong cái em xuống em làm đơn. Tất cả công việc khác của em không dính em bé luôn. Tắm rửa thay đồ chăm luôn. Nói chung là không làm cái gì hết, em làm hết. Nó như là vừa làm chồng vừa làm mẹ vừa làm vợ luôn. Dạ. Đúng không? Vậy thì anh muốn hỏi là ảnh có lãng mạn không? Trời ơi, thôi thôi khỏi nói tới chuyện này thấy ghê lắm. Trời ơi. Sao vậy? Khủng khiếp lắm. Cái lúc cưới là hay tào lao rồi. Cái lúc cưới là cưới nhau nhà em. Cưới đi, cưới nè đeo vô cưới đi. Là thấy quê độ rồi. À. Sao hôn nhân là chị biết khủng khiếp tới cỡ nào trời ơi. Lễ lộc Tết, sinh nhật cái gì cũng vậy. Vậy chơi mặt ai gì? Ủa rồi bữa nay biết bữa nay ngày gì không? Ủa ngày gì vậy? Cái xong rồi thôi kêu ủa anh không mua quà cho em mà không có gì, bữa nay có ngày này là sinh nhật em này kia nè. Ôi em muốn đi đâu anh chở đi, tại vì em giữ hết tiền rồi, đâu có tiền đâu mà. Rồi giờ nó Hùng đó. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Xấu thì có tật nhờ thôi. Hôm đó tự nhiên kêu cứ có cái vụ mà dành làm cái gì á, ví dụ giặt đồ hay phơi đồ thôi, để vợ ra phơi đồ cho vợ rồi chồng canh con đi. Rồi canh con cũng được, tự nghe ra chồng ơi lấy giùm vợ cái móc chạy ra. Em kêu thôi đi vô lại hả chị ạ? Tôi làm hết cho. Trời ơi đi lên đi xuống đủ mệt nữa. Trời ơi đi lên cầu thang đi xuống kêu thôi vợ mới mất khỏi làm vậy không nhờ nhảy đâu mệt nữa đúng không? Dạ. Làm gì nữa không? Như nấu đồ ăn em nấu không? Nói chung là đó giờ bạn có nấu đồ ăn phải không? Dạ không nấu không, đồ ăn. Không có biết nấu đồ ăn gì. Có nhưng nấu. Mà có bao giờ cô ấy trổ tài nấu bếp và bắt em ăn không? Có nên nấu mà em sợ lắm. Mỗi lần kêu vô bếp nấu trời ơi em thì ăn không có được cái phô mai mà chỉ đưa phô mai giống như chỉ mua 1 ký phô mai vậy là chỉ bỏ 1 ký luôn. Okay, thôi mỗi lần làm vô anh kêu thôi để cho vợ vô bếp làm cho chồng ăn. Thôi đi ra canh con đi để chồng làm cho. Vợ em là một người buôn bán quần áo online đúng không? Dạ. Cho nên chắc chắn là mỗi người rất là chăm chút cho bề ngoài. Đúng rồi, chăm chút lắm. Trời ơi, cái quần của em, em vừa mới ra chuẩn bị đi tắm. Chỉ ra chị tắm trước lấy quần của em sọt vô, xong rồi áo của mẹ em sọt vô. Nó kêu trời ơi, mặc đồ kỳ vậy. Nó kêu ủa sao mới để quần nó mất tiêu rồi. Cái xong rồi ra kêu vợ mặc ơi. Trời ơi trời, bà ơi mai mốt qua nhà em kia mới mặc đồ ngon ngon nha. Trời ơi nhìn nó muốn nhậu chứ trời ơi vậy sao nhậu. Cái xong rồi qua anh kia em cũng đi mua đồ vợ em luôn. Thôi như mua đồ trời luôn. Ơi tự nhiên chị đem cất hết đồ mẹ vô, cất hết đồ ổng vô, đi mua mấy cái đầm sexy á. Wow. Tức là bắt em mặc đồ đó. Thầy phải mặc đồ đó nó mới cực nhậu kỳ được. Cực kỳ sexy luôn chị, cực kỳ siêu ren luôn chị. Chứ kêu đẻ xong rồi cứ mặc đồ lè xè quá. Em kêu trời ơi thôi đừng có mặc này nữa. Em lấy đồ của mẹ em đem trả má vợ em trả xuống dưới. Rồi bây giờ cũng có muốn Hùng là thay đổi một cái điều gì không? Trời ơi chồng em á không uống thuốc, không uống rượu, không có chơi. Cái gì hết. Em cũng biết thay đổi cái gì nhưng mà thay đổi giùm em dù lãng mạn. Hùng có muốn Phụng thay đổi gì không? Em thì em muốn vợ em đừng có ham làm quá thôi. Cứ chăm chút cho bản thân một chút đi. Chứ toàn không có chịu chăm chút mua đồ cho con với em không. Rồi bây giờ anh muốn hỏi Hùng nè. Bây giờ Phụng á là mong muốn em có một sự lãng mạn. Dạ. Và nếu được thì dành cho cổ nhiều sự bất ngờ. Dạ. Em muốn làm điều cho vợ em bất ngờ lãng mạn luôn. Em cũng tự tay đi lựa cái nhẫn này. Wow. Để em lấy cho vợ. Để em cầu hôn vợ em. Chết cha. Lé tối mắt quá xỉu luôn. Em hãy làm những gì Phụng mong muốn nghe. Anh không thấy gì hết. Chị Vân cũng vậy. Dạ. Thay mặt cho chương trình hôm nay chồng muốn tặng vợ một cái món quà bất ngờ. Nói chung là lãng mạn để cho vợ biết chồng này là lãng mạn chứ bất ngờ nữa. Hôm nay chồng mới có dịp cầu hôn vợ trên tất cả mọi người biết hôm nay là chồng cầu hôn cho vợ. Nó quỳ vậy đi chứ con lẽ đây đó. Chị cầm hộp giùm em. Rồi em cầm ông, nhẫn lúng túng đó ông. Rồi kể từ hôm nay là ơi làm vợ chồng suốt đời không có ấy. Ôi không... chết rồi.
Thôi thôi, không biết nói gì hơn là chỉ biết úi trời ơi. Trời ơi, xúc động kìa. Và anh nghĩ rằng là nên có những phút giây như thế này trong đời sống hàng ngày. Cảm ơn hai đứa. Chồng em thì ảnh cũng hài hước lãng mạn vậy đó, nhưng mà công việc áp lực á, ảnh cọc tính lắm, ảnh cứ lầm lì, nhìn mặt ảnh sợ lắm, em không dám lại gần, không dám nói chuyện. Dạ, mà hay xấu tính đói, đói bụng vô là hả, hung dữ lắm anh. Rồi, xin chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Bây giờ mình chào chị thôi. Dạ. Anh là phải đi với chị. Đó. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Đó. Em tên là Trương Minh Thành, năm nay em 25 tuổi, em đang làm việc và sinh sống ở Vũng Tàu. Công việc hiện tại là cho thuê xe dịch vụ tự lái. Tức là ở Vũng Tàu mới vô đây. Dạ đúng rồi. Hôm nay để tham gia chương trình. Đúng không? Rồi, giờ tới em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân ạ. Và chào quý vị khán giả. Em tên là Lương Thị Mỹ Linh. Hiện tại em cũng 25 tuổi, bằng tuổi ông xã em. Dạ, em cũng sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Em là chuyên viên kinh doanh của trung tâm tiệc cưới ạ. Trung tâm tiệc cưới, rồi, đoán nha. Đoán đi. Ông này ông đi ăn đám cưới của bạn. Ăn trong cái nhà hàng tiệc cưới, cái thấy cô nhân viên này dễ thương quá. Thế là ông ra ông cua. Cua cuối cùng dính. Sai, đúng không? Dạ. Hai vợ chồng em quen nhau hồi năm 11 tuổi. Là học chung lớp 6. Tức là trước đó thì ở chung xóm luôn, nhưng mà họ còn nhỏ thì không có biết. Thế là em mới gom mấy đứa lại vô học nhóm. Vậy gom về hết nha em. Trong xóm thì chỉ có một mình nhà bạn này là không có xe đạp. Là em là phải trực chiến, là em phải đi đưa đón mỗi ngày luôn. Bắt đầu kiểu như đưa đón lâu ngày qua lại, cái nảy sinh tình cảm vậy. Nhưng mà lúc đó là em là khi mà gặp cô này là em đã có cảm tình gì có không? Lúc đó đen lắm anh, không có xài kem trộn nên là không có trắng được giống vậy. Rồi, lúc đó còn không có dùng kem trộn nữa hả? Rồi đưa đi đưa lại bao lâu thì mới có tình cảm? Khoảng tới hè năm lớp 6 bắt đầu là quen. Xong rồi cái em mới về em nói mẹ em, nói bé Linh học giỏi mà nó cũng đẹp nữa, chắc con thích nó mẹ. Cái mẹ nói ok, thích mấy đứa học giỏi là mẹ chịu à. Ở mẹ công nhận chịu chơi thiệt à. Dạ. Còn em sao, em có ấn tượng gì ảnh không? Dạ em cũng thích nữa, tại vì ga lăng lắm anh. Qua chở em đi học này kia. Với lại nhất là mẹ chồng em tâm lý lắm. Rồi còn chở em đi uống cà phê nữa, rồi nói hai đứa ráng học nha, rồi quen nhau tới lớn luôn nha con. Rồi tình cảm từ lớp 6 nè, bắt đầu là lớp 6 là coi như là đã thích nhau thôi. Tụi em thích nhau từ hè lớp 6 tới hết học kỳ 1 lớp 7 là chia tay. Ủa sao vậy? Phải chia tay thôi, con nít mà. Nó dành một cái bánh thôi nó cũng chia tay nữa em. Chia tay là tại vì bạn này không biết bạn học ai á. Mà bắt đầu bạn lên lớp 7 là bạn cắt tóc. Cắt tóc ngắn rồi tóc tém rồi bắt đầu cúp học. Lúc đó là giống như em nổi loạn, em thấy mấy chị trong trường đồ cắt tóc ngắn đồ đúng rồi, đẹp á, rồi chạy xe đồ mấy cái chiếc mà kiểu đua đòi em đua đòi á. Xong rồi cô không cho làm học trưởng nữa, bắt đầu em làm học trưởng. Rồi lúc đó là ghét nhau. Em nghĩ chơi luôn. Em cướp ngôi luôn đúng không? Như là sau đó là ghét nhau tới bao lâu thì tới khoảng 5 năm sau. Lúc đó thì tình thế nó khác rồi. Tình thế lúc đó là em đang học quay phim chụp hình trong một cái studio. Đang lướt Facebook cái thấy Zalo gì thấy Facebook theo còi là để cái hình đại diện là bà này. Nhấn vô thì thấy là đang gửi lời mời các bạn cho mình, thì mình thấy bạn mình chấp nhận. Tới khoảng chừng 4-5 tháng sau, tới ngày 20 tháng 11 là mới liên hệ lại một cái nữa. Gom mấy đứa hồi xưa học chung lớp 9 mình để 20 tháng 11 đi thăm cô. Thì bà nói là thôi bây giờ Linh đang có xe nè, để Linh qua chở thành đi. Em dạ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian dài như vậy đó, là tụi em giống như Linh đi, Linh có người yêu chưa? Dạ em có người yêu luôn. Dạ em có rồi. Lúc đó thì em lúc 20 tháng 11 đó là vừa mới chia tay người yêu rồi. Lúc mà gặp lại thì cái tình cảm nó có khác đi không? Gặp nó lại cũng bình thường, tính bơ. Vậy hả? Nhưng mà cái mấu chốt, cái vấn đề nó nằm ở chỗ là sáng thì đi họp lớp xong rồi nhà ai nó về. Tới tối thì ở trong studio của em là có một cái chú make up. Thì hai chú cháu chơi thân lắm. Nói thôi tối nay buồn quá đi đâu chơi thành. Em mới hỏi bây giờ đi đâu chú? Giờ đi big club đi. Mày vô đó bây giờ chưa? Chưa, nhỏ lớn cũng chưa vô đó bây giờ luôn. Vậy mày phải rủ thêm một con nhỏ bạn của mày đi nữa mới được. Em nhắn tin hết nguyên mười mấy đứa con gái mà hồi sáng em rủ họp lớp á, là không đứa nào đi. Có mình bà này bà đi. Đi. Vô thì thấy bà này bà uống ghê lắm.
bà uống mà hình như là 7-8 lon liền luôn. Cái xong rồi hỏi ủa sao hôm nay Linh buồn vậy, buồn chuyện gì, uống dữ gì không, uống gì hay chia tay người yêu hả? Em nói rồi kiểu này chia tay yêu rồi. Xong rồi cứ chơi vậy tới tầm 11 giờ là về rồi. Lúc đó là leo lên xe chạy tới đầu hẻm đường Hoàng Hoa Thám, xong rồi kêu bây giờ đi vô hẻm rồi số nhà nhiêu. Vừa quay qua hỏi là cái bà té cái đùi, bà cắm đầu luôn, té cắm đầu là bà bất tỉnh luôn, bà không có biết gì hết. Cái rồi em đưa bà đi đâu? Cái hoảng quá, em hoảng quá, em kêu chú ơi chú giờ nó xỉn thì nó không biết gì hết, cái giờ sao trời. Cái xong rồi nó bây giờ á chú chỉ nè, mày đưa nó vô nhà nghỉ khách sạn đi, mày lấy chứng minh của nó, mày để lại lễ tân á, xong rồi đưa nó lên phòng rồi chốt cửa trái lại rồi mày về đi, sáng mai nó tự trả tiền nó về. Mà em vô tới khách sạn rồi mà em không nỡ về, sợ nhiều khi nó xỉn, nó lăn, nó té rồi nó ói hay nó làm gì sao? Đúng không? Cái xong rồi em mới lấy mền gói em chạy xuống đất á, em nằm nửa đêm tầm 2-3 giờ sáng á, vậy nó hang đau đầu quá. Em nói thôi bà giờ bà tỉnh rồi tôi về. Nó nói không về, kêu lại tâm sự chuyện gia đình. Nói đâu phải Linh muốn vậy đâu, Linh bất hạnh lắm chứ Linh đâu được như Thành, có đầy đủ ba mẹ yêu thương. Nói chung là mà khóc đúng vô cái tổn thương của em nữa, là ba mẹ em cũng chia tay rồi, cũng thiếu thốn tình cảm. Giống như là mình nghe bả tâm sự đêm đó xong mình cảm thấy xưa giờ không phải là cái tính cách của bả nổi loạn, mà giống như là bả đang buồn gia đình á. Như là ngày hôm đó có bao nhiêu là kể ra hết, là bắt đầu là có một suy nghĩ khác về đúng Linh rồi, đúng không? Bắt đầu có suy nghĩ khác. Và kể từ sau đêm đó thì tình cảm hai bạn như làm sao? Ra về, sáng sau ra về thì cỡ 3-4 ngày sau thì đi chơi về, tối nhắn tin là thôi bây giờ Thành qua nhà Linh ngủ chung đi. Em mới nói là chết rồi, kèo này vô rồi, dính kèo rồi. Không, nhưng mà lúc đó Linh ở với ai mà lại rủ Thành về được? Dạ mình, em ở một mình thôi, em về Vũng Tàu em đi học em ở có một mình thôi. Mở nhà thuê dạ sao? Em ở phòng trọ. Rồi sau đêm đó có qua không? Có anh. Dạ có. Có. Em rủ là qua liền luôn á. Em bước vô cửa thì nói thôi bây giờ bà ngủ trên đi, tôi ngủ dưới. Bà luôn á, kêu bà. Ông với tôi, bà tôi mà. Cái xong rồi nói ông ngủ dưới đi, tôi ngủ trên. Xong bà vô toilet, bà thấy đầm ngủ ra. Em nói thôi chết mày rồi Thành ơi. Rồi đêm đó có chết không? Chết luôn rồi. Đêm đó bùng cháy mà sáng hôm sau. Sáng hôm sau dính lẹo luôn, dính như Sam vậy đó. Rồi sau đó thì tình cảm của các em là phát triển như thế nào? Có trơn tru bằng phẳng không? Cũng không trơn tru lắm. Tại vì yêu nhau được khoảng 4 tháng thì tụi em có con. Cái bé hả? Con thì cái giai đoạn đó mới đúng là cái giai đoạn khủng hoảng của hai đứa. Em thì lúc đó đang học nghề nữa, đâu có tiền bạc hay là công ăn chuyện làm gì đó. Giai đoạn đó nó khó nói chuyện với hai bên gia đình lắm. Là tụi em cũng không có dám làm đám cưới. Đợi tới khoảng 4 năm sau là mới dám làm đám cưới. Nhưng mà tụi em lúc đó tụi em giải quyết cái khủng hoảng nó như thế nào? Nói chung là em cũng không biết sao vượt qua được luôn. Dạ. Lúc đó là chồng em là ai kêu cái gì cũng làm á, để có tiền. Rồi em thì một phần là cũng có bên dì em, rồi cũng cho thêm tiền bạc này kia. Rồi còn mà nói về vấn đề mà tâm lý của mình hay là mình cần sự tư vấn của ai thì không có. Tất cả cái gì là phải tìm hiểu trên mạng hết. Dạ. Từ cái thời điểm có bầu luôn đến lúc mà đi đẻ luôn là chỉ có hai vợ chồng. Đẻ em bé ra xong rồi mới gọi ba mẹ tới. Rồi lúc đó ba mẹ phản ứng của ba mẹ như thế nào? Dạ cũng bình thường lắm, ba mẹ tới rồi xong rồi cũng về. Hai vợ chồng em rồi tự chăm sóc con luôn, ảnh nuôi em trong giai đoạn em ở cử hết luôn. Dạ vậy, giỏi một tay gì đó. Nói chung hai đứa thương nhau cho nên là dù như thế nào nữa cũng có cách vượt qua hết. Dạ. Mà ảnh có phải là thuộc tiếp người đàn ông lãng mạn không? Dạ rất là lãng mạn, rất là hài hước. Tặng cái món quà mà em gọi là em nhớ nhất, em hạnh phúc nhất luôn á, là bữa đó là em đi làm thêm về, ảnh mới chở em lên Hải Đăng chơi, mới nói là bây giờ bà xã nhắm mắt lại đi, anh tặng cho bà xã cái món quà này, là anh cũng dành hết cái tâm huyết của anh luôn á. Rồi em cũng bất ngờ lắm, anh mới nói là giờ em mở cái hộp quà ra mà có quay clip luôn. Mình mới hỏi là anh tặng em cái gì hả, nói luôn đi. Nói anh tặng em cái giỏ Chanel. Mình nói làm gì mà có tiền mà tặng em cái giỏ hàng hiệu vậy. Xong anh mới kêu thì bây giờ em cứ mở ra em coi đi. Em mở ra em xem, anh biết trong đó có gì không? Cái giỏ mà người ta đựng gà dưới quê sách. Sách mấy con gà đi bán ngoài chợ. Có giỏ cói á. Dạ, viết xịt sơn lên quyến chữ Chanel màu đen lên trên đó. Mở ra. Ở đó em mua có 13.000. Mà em xúc động á, em cảm giác là ông này ông nhiều trò lắm. Dạ, đó, ông làm mình vui như vậy, không có cần món quà giá trị hay là gì hết. Nhưng mà em cảm thấy em rất là hạnh phúc.
Dạ. Thực ra phụ nữ á, nhiều khi mình tặng đúng thời điểm đúng lúc dạ, đúng là rồi. Cái gì cũng vui á. Dạ. Bây giờ là em bé được mấy tuổi rồi ta? Bốn tuổi dạ. Ha, bé trai bé gái vậy? Bé trai dạ. Như vậy là tụi em mới cưới đây thôi. Dạ, mới cưới hồi 31 tháng 8. Là chính thức là vợ chồng đó. Dạ. Đúng chưa? Và bây giờ ở với nhau nhưng khoảng thời gian như vậy thì có tật xấu gì lòi ra không? Cho vợ em nói trước anh. Chắc lành lắm không Linh? Dạ, chồng em thì ảnh cũng hài hước lãng mạn vậy đó. Nhưng mà công việc áp lực á, ảnh cọc tính lắm. Ảnh cứ lầm lì, nhìn mặt ảnh sợ lắm. Em không dám lại gần, không dám nói chuyện nữa. Dạ, mà hay xấu tính đói. Đói bụng vô là hả hung dữ lắm anh. Ra quán mà kêu mà không có là đùng bỏ đi, chứ không có ngồi chờ như người ta được. Có khi nào đập đồ đập đạc không? Dạ, chỉ có mấy lúc giận nhau á là em lúc nào em cũng im lặng hết, em không nói. Còn riêng ảnh là ảnh muốn bùng phát, ảnh muốn bùng cháy ra là ảnh sẽ xuống ảnh đập cửa. Ảnh kêu bây giờ ảnh đi chứ không có ở nhà, cứ xách xe đi thôi. Chị giận nhau mà xách xe đi, mà ai biết đi rồi có chuyện gì hay sao, hay là đi đâu đi với bồ nhí gì sao em biết được. Em đâu cho đi đâu, em giấu chìa khóa, lấy búa đập ổ khóa luôn chị. Rồi 2 giờ đêm làm rần lên vậy đó. Dạ. Tức là em khóa nhà không cho ra ngoài đúng không, mà đập ổ khóa luôn. Đập ổ khóa luôn. Là nóng tính nè, rồi còn gì nữa? Nóng tính, xấu tính đói, rồi còn gì nữa? Như vậy thôi. Vậy ảnh sống ảnh nề nếp quá. Nề nếp. Cụ thể coi. Là giờ giấc phải khoa học. Sáng là đúng giờ là phải dậy, còn tối là phải đúng giờ là đi ngủ. Không có cho con đi chơi trễ tí xíu về cũng khó chịu. Mà khó chịu không có nói, cũng mặc một đống lầm lì vậy luôn. Nguyên tắc. Dạ, sống nguyên tắc lắm. Rồi, giờ tới em đó Thành. Linh có tật xấu gì không? Vợ em thì được cái cũng giỏi chuyện giường chiếu lắm anh. Giường chiếu là chắc là sạch sẽ được hả? Dạ, thì giường chiếu là ở đâu có giường với chiếu là ở đó nằm ngủ được. À, trời, làm hết hồn hết vía. Ngủ bất chấp luôn anh. Em ví dụ như 7 giờ rưỡi là con phải có mặt ở trường. Thì 7 giờ rưỡi mới dậy. Kêu con dậy xong rồi nó con nít, nó đâu biết giờ này là sớm hay trễ đâu. Nó cứ lăn lộn qua lại đó, xong rồi bà này bà quạo bà la, nói nằm lăn lộn nó mày đánh giờ trễ học rồi. Cái nhỏ bị la, nhỏ sợ, nhỏ khóc. Khóc xong hai mẹ con cứ nó qua nó lại vậy đó. Tới 8 giờ luôn mới tới trường. Đưa con đi học về cái bấm máy giặt. Cho máy nó giặt thì tranh thủ máy giặt thì làm giấc. Tức là quá giỏi cái vụ giường chiếu. Nói chung là dễ ngủ đó. Người dễ ngủ. Nó dùng cái chữ quá hay, giỏi chuyện giường chiếu. Giường chỗ nào cũng ngủ được, chiếu chỗ nào ở đâu cũng ngủ được. Chị có giỏi giường chiếu không? Chị giỏi giường chiếu xe cộ đồ. Em cũng vậy đó. Chị giỏi lắm, bà leo lên xe chưa bao giờ biết mất ngủ. Còn sao nè? Còn một cái nữa là vợ em thì không có thích làm chuyện nhà. Không thích rửa chén, không thích nấu cơm. Quét nhà thì chắc năm quét được khoảng mấy lần á. Là em làm hết luôn hả? Dạ, thì em làm hết. Bây giờ em sống chung lũ luôn rồi, em chấp nhận không? Rồi có ghen không? Trời ơi, em ở ghen dữ lắm á. Thí dụ đó, một vài câu chuyện coi. Cái chuyện mà đáng nhớ mà cũng chắc cũng đáng buồn nhất là cái lần đó em với mấy đứa bạn cấp 2 của em á mới rủ nhau đi hát karaoke. Xong rồi trong cái đám bạn đó thì cũng có một người bạn gọi là lúc mà chia tay, bà này năm lớp 7 thì năm lớp 8 em quen người đó, cũng trong lớp luôn. Cái xong rồi bà này bà thấy có mùi rồi. Bà đánh hơi ghê lắm. Bà hỏi đâu à, nói đi hát karaoke. Hát karaoke với ai? Đi mấy ông anh. Cái rồi nó nhắn số phòng chỗ đó em tới. Em cũng nhắn luôn, tại lúc đó em nghĩ bình thường lắm. Cái xong rồi tới mở cửa phòng ra quăng cái điện thoại vô mặt em cái. Trời ơi em tê, đau lắm. Bà bỏ, bà đi về. Em cũng bẻ mặt của em đi về luôn, em đâu dám ngồi lại đâu. Nhưng mà lý do sao quăng điện thoại người ta? Tại vì em vô em thấy tàn con gái không mà có người ghen. Yêu cũ của ổng đó chị. Có con trai nữa. Có con trai nhưng mà ổng ngồi kế con gái, ổng ngồi giữa của mấy đứa con gái không mà chị. Còn thằng con trai nó ngồi một bên hông kia. Vậy á dạ đó, tức có người yêu cũ nữa. Nên lúc đó là em tức quá. Cái em cơn lên rồi mà dạ. Đó là một trong những được. Trận điển hình đó đúng dạ. Không? Bạn bè nghỉ chơi còn luôn. Còn mấy trận đánh nhỏ lẻ nữa thì thôi khỏi kể anh. Rồi bây giờ em mong muốn cô Linh này thay đổi điều gì? Em mong cái chuyện giường chiếu bớt giỏi lại. Mình rảnh rỗi thì mình sắp xếp thời gian mình ngủ nghỉ không sao. Nhưng mà công việc nó cận kề thì tốt nhất đừng nên ngủ. Với lại cái thứ hai nữa thì dành thời gian chăm sóc bản thân ít thôi. Tại vì vợ em đã đẹp sẵn rồi. Nên là dành thời gian chăm sóc con nhiều tí. Chăm sóc con khỏi chăm sóc em tự chăm đó, sóc. Đó, nghe chưa? Rồi giờ tới Linh nè. Linh thì muốn Thành thay đổi điều gì? Dạ, em muốn chồng em lúc nào cũng vui vẻ như vậy nè. Dạ, bớt cọc tính lại. Có chuyện gì thì nói đồ với em tiếng. Dạ. Đúng rồi.
Bây giờ người ta làm nhiều quá, người ta cũng bị stress luôn đó. Bây giờ la vợ thì là mang tiếng là sao mà người đàn ông ganh tị công chuyện nhà với vợ. Nhưng mà không la thì tự nhiên tất cả những cái điều đó nó chất chứa trong lòng rất là khó chịu. Thì thành ra là cái mong muốn của bạn Thành nó rất là chính xác đối với Linh đó. Yeah. Hiểu không? Cả tuổi thanh xuân đừng dành để ngủ, nghe không? Yeah. Thì bây giờ cái người phụ nữ là thực sự rất quan trọng trong cái gia đình nhỏ của mình. Còn Thành là như vậy là hoàn hảo rồi đó. Chị thấy Thành hoàn hảo rồi. Yeah. Khi mà em bỏ được tất cả những cái điều mà Thành mong muốn là tự động cơ mặt sẽ giãn ra, bớt lầm lì, sẽ cởi mở, sẽ vui vẻ hơn. Vậy thôi. Giống như ngày hôm nay khi mà bạn Thành có thể nói ra được, trút ra được thì bạn Thành rất là vui. Yeah. Đúng không? Yeah. Thì đó, em cố gắng làm sao để mà Thành luôn luôn có được cái cảm xúc đó để mà Thành cởi mở. Yeah. Cố gắng sắp xếp cuộc sống, dung dán cuộc sống. Chắc chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc nghe, luôn luôn vui vẻ như thế này. Dạ. Yeah. Yeah. Em cảm ơn anh chị. Dạ. Trời ơi Thiện ơi, lấy thằng này đi. Hồi nhỏ ảnh 1-2 tuổi á, là mẹ em mang bầu em á, là mẹ em có nựng ảnh rồi. Dạ, là tại vì gần nhà nhau á chị, nên là cái... nhân duyên. Dạ. Ảnh thấy mẹ em mà cái bụng bự vậy á, mẹ em kể lại là ảnh chạy. Anh cứ chạy mà mẹ em cứ bắt lại nựng ngắt. Em nói giỡn với mẹ em á là hồi xưa mẹ test thử á, bây giờ con xài. Chào hai em. Mặt chú rể dễ cưng quá ha, có ga hài với sợ luôn. Giống như một cái nhân vật hoạt hình gì đó mà anh chưa nghĩ xa. Dễ cưng vậy. Em tên là Trương Thành Sang, em sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến giờ luôn. Em là làm hành chính là làm kế toán, còn sau hành chính là em làm spa công nghệ. Em nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nay 27 tuổi chị. Em. Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, em cũng sống tại Sài Gòn từ nhỏ tới lớn. Công việc hiện tại của em là diễn viên múa. Em sinh hoạt trong vũ đoàn ABC. Em chờ đoán đi nè. Đi đi spa công nghệ gặp nè. Tại vũ đoàn hay đổ mồ hôi dữ lắm. Cho nên cái tai nghe nó hư. Tai nghe nó bị ướt nhẹp mà. Cái thông bắt đầu anh lên mạng coi bây giờ spa bây giờ muốn làm cái tai nghe cho nó mới thì sao. Cũng nghe cái ông tên Sang cũng làm spa công nghệ. Dạ em nổi tiếng lắm anh. Rồi một ngày đẹp trời cái mang cái iPod ra mà nó đen thùi lùi vô chỗ là đúng ta. Cuối cùng làm xong hai người gặp nhau chạm tia mắt đầu tiên là cuối cùng quen nhau luôn. Đúng không? Dạ không. Hai đứa quen sao nè? Dạ tụi em là có cái duyên từ nhỏ. Mẹ em thì buôn bán đồ ăn sáng trước hẻm nhà ảnh. Cái năm đó là em học lớp 11 thì em học xong là em ra phụ mẹ để dọn hàng về á. Ảnh hay ra mua đồ ăn sáng của mẹ em ăn. Em thấy ảnh đẹp trai bóng bẩy lắm, trắng mà dễ thương lắm, không có xấu như bây giờ đâu. Xấu bây giờ rất là giống cái phim gì quá. Đúng đó rồi, ai cũng nói được á. Chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi nhưng mà em nghĩ ảnh là chất gay á chị. Em nghĩ ảnh gay lắm. Ủa đó giờ em không biết hả? Em không biết thích thì thích nhưng mà vẫn nghĩ giống đây. Đầu tiên là thích nhưng mà thích gay. Suy nghĩ là dạ đúng rồi. Có phải là gay hay không? Dạ đúng rồi. Đó là em cảm thì sao sao? Dạ thì em cũng có tia vợ em từ lúc bán bánh mì á anh. Là lúc đó là em ra em ăn hoài anh. Bánh mì ngon không? Dạ ngon. Vợ không bán không? Dạ không. Đã biết mẹ vợ em trước rồi, em hỏi là cho con xin Facebook của con gái bác. Thì em lên em coi thì em thấy vợ em có là có bạn trai rồi. Em hơi thất vọng. Cho nên thôi em để nó luôn, không có nói quan tâm nữa. Dạ. Để đến khoảng 5 năm sau là mẹ em không bán mì nữa mà bán bánh tráng. Lúc đó là em đang đi nghĩa vụ từ đơn vị về. Thì em thấy trên mạng là vợ em bán bánh tráng. Cho nên là em vô em ủng hộ. Đặt ship tới anh, bạn trai giao tới. Em là thất vọng nữa. Ôi thất vọng. Dạ. Tội nghiệp em thiệt á, năm năm đầu ăn bánh mì để ủng hộ, nó vẫn có bạn trai. Chuyển qua bánh tráng rồi mà vẫn ta có bạn trai. Ăn bánh tráng nó vẫn có bạn được, trai. Được nói năm năm sau có bán còn được lộn nữa không? Năm sau nữa là chuyển qua là bán cái gì với anh? Trà sữa. À bán trà sữa. Rồi. Trời toàn là tiên không mà toàn là mốt tiên. Vẫn có bạn trai anh. Vẫn có bạn trai ship. Nhưng mà em vẫn thích. Tại vì boss nào em cũng phải like, em thả tim hết để em tương tác với vợ em. Cái đau đớn là vẫn còn ông bạn trai nữa. Rồi đến cái lúc nào thì mới hết ông bạn trai? Đến lúc vợ em là đăng lên là đang buồn, là mới chia tay xong. Em thấy cơ hội tới rồi, em tấn công liền. Em vô em hỏi thăm trên trời dưới đất, hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi tùm lum hết. Để em có cớ để em hẹn vợ em cà phê. Nhưng mà rất chảnh. Em hẹn 2-3 lần không bao giờ đi được. Tại vì em là diễn viên múa anh chị, nên là ảnh đi làm về là bắt đầu giờ em đi làm, nên là không có khớp nhau được. Em cũng thấy ảnh là cũng nhiệt tình tâm sự quá.
ngày nào cũng nhắn tin rồi hỏi ủa em với bạn trai em sao rồi, có về chưa này kia. Em nói dạ thôi em không để ý tới đâu. Xong ảnh nói là đúng rồi em, đừng có quay lại nha, đừng có quen lại. Mấy người đó không tốt đâu, đừng có quen lại. Em nghĩ ảnh là chỉ là chia sẻ. Dạ đúng rồi, anh trai mưa thôi. Em từ chối anh hoài, em thấy ngại quá. Em gọi thì em rủ anh đi cà phê là đúng hai đứa mừng không em? Dạ, lúc đó em bất ngờ lắm anh. Em đang ngồi, em đang làm việc như nè, tự nhiên có cuộc gọi đến, số lạ anh đâu biết đâu. Anh nói alo, anh hả, uống cà phê nha. Anh nói em bé Thiện nè. Cái đó tim em đập nhanh lắm. Cái em cũng đồng ý thì có cơ hội đến mà anh phải chớp liền. Rồi coi như xong hôm đó là hai đứa chính thức quen nhau đúng không? Dạ, chưa. Tụi em quen nhau chính thức là sau sinh nhật của em á. Là sau đó bao nhiêu lâu? Sau 2 tháng. Rồi mẹ em biết tin là em quen với bạn này, mẹ em có vui không? Cái ngày đầu tiên mà ảnh chở em về á là sau cái bữa cà phê đầu tiên luôn á. Mẹ em thấy ảnh, mẹ em lo em vô nhà, mẹ em nói trời ơi Thiện ơi, lấy thằng này đi, lấy thằng này đi. Hồi nhỏ ảnh 1-2 tuổi á là mẹ em mang bầu em á, là mẹ em có nựng ảnh rồi. Dạ là tại vì gần nhà nhau á chị nên là cái nhân duyên rồi, nhân duyên. Dạ. Ảnh thấy mẹ em mà cái bụng bự vậy á, mẹ em kể lại là ảnh chạy. Ảnh cứ chạy mà mẹ em cứ bắt lại nựng ngắt. Em nói giỡn với mẹ em á là hồi xưa mẹ test thử á, bây giờ con xài. Sau khi mà mẹ nói lấy thằng này đi, lấy thằng này đi thì lúc đó cái suy nghĩ của em trong đầu là sao? Dạ em cũng thích lắm chị. Em thấy ảnh hẹn mình ra vậy đó là biết là chắc chắn ảnh sẽ muốn tìm hiểu mình. Em cũng nói là dạ con biết rồi. Em nói là cái anh này nè hiền lắm nha, đừng có ăn hiếp ảnh nữa. Sửa tính lại đi, mẹ không cho mày quen thằng nào khác nữa, mày phải lấy thằng này cho mẹ. Mày không lấy thằng này mẹ không cho mày lấy chồng. Rồi dạ. Sau đó là cứ như 2 tháng sau là tới sinh nhật em. Dạ, chuyện gì xảy ra? Vợ em dụ em uống chút em hoài, em đâu uống đâu, mà bắt em ép em uống. Thì em cũng uống, cái em xỉn quá, mất lý trí luôn anh. Phải làm gì? Ngồi sát sát với em vậy đó. Em cũng có cớ mà em ngồi em ôm luôn. Em ôm. Rồi em đưa vợ em đi về. Về đâu? Dạ không biết. Anh cũng ghê lắm anh. Là em thấy ảnh sắp sáp vậy đó. Anh không chịu nói là em ơi là bạn gái anh nha. Anh cũng không chịu mở lời. Mà anh cũng cứ ngồi sát sát cả cạ mình vậy đó. Thì mình bực chứ. Bữa đây em uống cũng nhiều. Khoan về đi, anh đưa em đi, hai đứa mình tâm sự. Tâm sự đi, hiểu nhau. Thì em nghĩ là à chắc đây là muốn nói rồi đó. Thì bắt đầu ảnh mới chở em đến chỗ đó. Lúc đó là cũng khoảng 3 giờ sáng rồi chị. Tại vì đi sinh nhật mà đi 2-3 tăng lận. Xong rồi không biết tâm sự kiểu gì mà sáng dậy thấy hai đứa không có mặc đồ. Chỗ đó thì không lẽ bây giờ ở ngoài công viên mà không mặc đồ. Này thật sự. Nhưng mà trong cái lúc mà hai đứa tâm sự đó, phụ huynh có gọi điện không? Dạ có. Mà mẹ em gọi thì lúc đó em cũng ngủ rồi. Thì chồng em bắt máy thôi. Rồi sao? Rồi mẹ nói sao? Hai đứa đang ở đâu vậy? Khuya rồi đó, về nhà đi. Dạ, là bé Thiện á đang mệt quá, như là xin ngủ ở ngoài. Thì cái mẹ em cũng nói là thôi ngủ đi, không sao đâu, có gì sáng về. Dạ. Ôi, cũng là gián tiếp ủng hộ rồi. Dạ. Nhưng mà em thất vọng anh. Sao vậy? Thì qua cái đêm mà sáng dậy không mặc đồ em thất vọng lắm. Cái em hỏi ủa em có nhớ gì tối hôm qua không? Nói em nhớ gì hết trơn á. Anh làm lại được không? Là bắt đầu quen nhau. Dạ, em nói là mắc cười quá, chưa nói quen gì hết mà làm gì người ta. Em mới bắt buộc ảnh là phải tỏ tình em đi. Rồi trước khi đám cưới chắc anh nghĩ là chắc đâu có cái biến cố gì xảy ra đúng không? Tức là gia đình em có đồng ý cái mối tình này không? Dạ cũng cũng có trắc trở nhiều lắm chị. Trắc trở cái gì? Ba mẹ em là nghĩ vợ em là đi múa, chụp hình trên mạng thì cũng đi vũ trường hay là ba búp này nọ, nghĩ là vợ em rất là quậy đó. Nói chung là quậy thì có khuyên em là suy nghĩ kỹ nha. Rồi hãy lấy. Thì em cũng có dẫn vợ em về nhà. Nhà em bên mẹ em tới mười mấy người luôn chị. Em phải đi thuyết trình từng người, từng người, từng người, từng người. Ồ vậy hả? Nhưng mà rồi đám cưới vẫn xảy ra đúng như cái dự định của mình đúng không? Dạ đúng. Là mẹ em đi coi ngày luôn. Bây giờ mẹ cưng vợ không? Dạ cưng. Ba má chồng dễ thương lắm chị. Như vậy là đó chắc lại là cái khó khăn nhất đối với em. Dạ đúng rồi. Trước khi đám cưới đúng không? Dạ. Hai chồng cưới nhau lâu chưa? Dạ hơn một năm thêm mấy ngày anh. Chắc có lẽ ảnh là một người chồng lý tưởng đúng không? Rất lãng mạn, dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, không có tật xấu gì đâu đúng không? Dạ không, ảnh chỉ là không hút thuốc, không uống rượu, bia. Thôi giờ tôi hỏi tật xấu à. Đó. Đừng có nói còn, tật xấu. Còn bao nhiêu là xấu hết luôn đó chị. Trừ hai cái đó ra. Cái tật xấu nào mà nó sợ vậy, xấu đau, xấu đớn á. Xấu đau, xấu đớn luôn là nhìn ảnh rất là đẹp như vậy. Nhưng mà ra ở nhà rất là bê bối. Và rất là trễ giờ, rất là mò mẫm. Trước khi mà lấy nhau á, là ảnh là một người hoàn hảo.
em là một đứa bê bối. Nhưng mà sau khi lấy nhau á, hai đứa em đổi tính với nhau luôn. Với lại mỗi lần mà em hẹn hôm nay 6:30 mình đi nhà anh là lúc nào cũng 6:30 mới bắt đầu tắm. Lúc nào em cũng phải là người xuống dưới dắt xe và em nổ máy sẵn em đợi. Rồi thứ hai là bê bối là phòng á, em rất là gọn gàng sạch sẽ, em rất là thích sắp xếp đồ đạc trong phòng, trong nhà. Còn ảnh á, là mỗi lần mà em xếp xong là ảnh, cái chồng đồ em xếp rất là đẹp. Ảnh thích cái áo màu hồng ở dưới đây, ảnh rút tẹt đổ hết nguyên chồng đồ của em. Ê, hey, lưu ý chi tiết nghe, thích áo màu hồng nha. Lưu ý nghe. Dạ đúng rồi, ảnh vậy đó chị, nên là thích màu hồng và màu thích tím. Thích màu hồng và màu tím. Ban đầu, buổi ban đầu gặp nhau là đã thích màu hồng và màu tím nha. Dạ. Người thích màu hồng người ta rất lãng mạn. Không lãng mạn. Anh nói với người ta nói rất nhiều nhưng mà anh nói với em rất ít. Dạ, với lại anh bị cái gì á? Anh bị cái gì ta? Cục xúc hả? Bị cục xúc á chị. Dạ, ví dụ vợ giận để vợ giận luôn, không thèm năn nỉ luôn đó chị. Đó là vô tâm. Chỉ lãng mạn đúng dịp thôi anh chị. Giống như là một năm sinh nhật em thì lãng mạn đúng sinh nhật em thôi. Còn lại là không lãng mạn hết, như 8 tháng 3 hay là phụ nữ Việt Nam cũng không có tặng quà. Ngược lại với những người phụ nữ khác thì có. Hả? Có không vậy? Có hả? Không? Cái gì ông ơi? Ông vợ ông bắt có. Tại vì em để ý thôi chứ em thương vợ em lắm á. Ý là em phải tư vấn cho nhiều khách hàng nữ, cho nên là vợ em hay ghen lắm. Thấy thương vợ quá. Không có tật xấu. Dạ không, rất nhiều anh. Nhiều. Dạ. Chóng mặt luôn. Chóng mặt luôn. Dạ. Ừ, nhất là xem live stream anh. Giống như em đang làm ở dưới nhà này nè, vợ em trên lầu á, mà coi live stream mà mở cái loa lớn anh, em nghe luôn. Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt. Rồi em nghe mà em đang làm mà. Em giật mình vậy cho nên cuối ngày cái alo giao đồ cho Thiện anh ơi. Là cái đó bữa đó em làm là công không luôn. Là bà thích mua đồ online rồi. Hả? Dạ đúng rồi. Mua hoài luôn anh, ngày nào cũng mua á. Cái bệnh đó là trời ơi, con bí ngô nhà tôi với cái bà Dung bà vú nó là bây giờ còn ghiền hơn là vậy đó. Thôi đó. Chốt vậy hả? Đó, chốt đó. Còn gì nữa không? Dạ còn anh. Dây lộn là em mới biết là giờ em cũng bị thần kinh nhẹ luôn. Hai chồng em là chuẩn bị đi ngủ rồi, cũng 11, 12 giờ đêm rồi. Tự nhiên khơi chuyện ra, cãi lộn anh. Mà mỗi lần mà bà cãi là em im lặng rồi. Em thích chọc bà lắm. Mà nói không được, bà mở cửa phòng, xuống bếp bà ngồi. Em không xuống em nằm đó luôn, coi để làm cái gì. Bà gài. Xong rồi đi xuống nhà, mở cửa nhà luôn, nghe cái ké. Cái là em biết đi ra ngoài đường rồi đó. Là bỏ nhà đi. Dạ đúng rồi, bỏ nhà đi anh. Cái em thấy mở cửa nhà là em lo rồi. Em cũng đi ra ngoài đường em kiếm. Em đi vòng đi bộ hồi em vô, em phải lấy xe em đi kiếm. Nản quá, kiếm thấy em mệt quá rồi. Chắc em nghĩ đi hồi cũng mới về thôi. Thì em chạy đến cái hẻm đó. Thấy hai cái đùi nha, ngồi như nè. Em hởm như nè. Cắn bóc hai cái đùi. Em liếc vô em dòm. Nó mặc chỗ ụ nè. Là núp trong bị... một cái dạ, đúng ngã rồi. Ba vậy núp, đó. Núp trong một cái hông, núp trong một cái hốc nhà người ta, cái cửa sắt á. Mà ngồi. Đêm đó. Dạ. Ừ. Nguy hiểm lắm nghe em. Nói chung là giận lên là bỏ nhà đi. Dạ, dạ em hay hù á, em thích hù ảnh lắm. Là lúc mà em chỉ muốn giống như trong phim Hàn Quốc á, là khi mà mình bỏ đi thì ảnh sẽ kéo tay mình lại nè. Mà eo ổng kéo luôn. Kéo luôn. Em đứng ngay cầu thang em nói trời sao giờ chưa ra chưa kéo nữa chưa năn nỉ nữa đó. Mà bây giờ mình vô ngủ thì mình quê lắm nên là em nói là giờ mình giả bộ mình xuống mình kéo cửa đi rầm rầm đi mình bỏ đi xuống. Dạ đúng rồi, cho chạy xuống kéo cửa ra cũng không chạy xuống gì quê quá, đóng cửa lại thì cũng phải đi, mà đi mà cứ nhìn em cứ nhìn lại ủa sao chưa ra nữa. Dạ mà khuya rồi, 11, 12 khuya rồi mà em mặc đồ ngủ nữa mà em không có điện thoại không có tiền. Xong rồi em nói bây giờ mình lỡ ra rồi mình lỡ phóng lao phải theo lao luôn, bây giờ mình đứng lại á thì mình quê, mình về mình quê lắm, mà mình đi á chỗ nào mà anh dễ kiếm quá á, thì mình cũng quê. Mà chỗ nào anh khó kiếm quá, anh kiếm không ra thì mình sẽ không về. Xong rồi em nói thôi bây giờ mình núp vô cái nhà đi cho anh kiếm không ra trước, rồi xong rồi bắt đầu mình mới ló ra sau để anh kiếm được. Xong rồi em ngồi đó em núp, xong rồi em nói em thấy anh đi ngang, nhưng mà em trốn kỹ lắm chị. Em thấy anh đi ngang em nói trời ơi cũng đi kiếm mà mày đặt hả, nãy không dí theo luôn đi. Xong rồi em vui lắm, em ngồi em giận mà em vui đó. Xong rồi kia anh em thấy anh không thấy, anh đi qua luôn rồi. Xong cái em ngồi ló ra khoảng 5 phút em thấy mất tiêu luôn chị. Em nói trời ơi bây giờ chỉ có nằm vô anh ngủ, có nằm vô anh ngủ không, em thấy em ru vậy. Anh nói vậy thôi bây giờ mình đếm từ 1 tới 100, nếu mà không thấy ảnh á là mình đi về, còn thấy ảnh là trước ông trời thương nhân duyên tiền định hai đứa. Thì em đang ngồi em đếm sao em thấy tiếng xe bạch ảnh chạy tới, trời em mừng quá trời luôn chị. Mà vẫn phải thể hiện vẫn phải thể hiện. Xong ảnh nói đi về không, xong ảnh nói
thôi khuya rồi đi về ngủ đi, xong em đứng dậy em tự đi bộ vô. Chồng em thấy dễ cưng quá à, không có thay đổi gì không? Dạ có, em mong muốn chồng em mê thể thao, rất là thích đá banh. Một tuần là phải đá banh 2 ngày, thứ ba với thứ năm, là bất chấp luôn, bất chấp công việc, cứ để qua một bên vậy đó chị, là cứ đúng giờ hẹn là phải đi đá banh. Là em muốn chồng em bớt đi đá banh lại. Cái đó tốt mà anh chị, thể thao tốt mà, nhưng mà vợ em cấm em hiểu. Dạ, tại vì mỗi lần ảnh đá về là ảnh té, lúc nào cũng bị nên mình xót á chị. Còn em sao, cưng? Dạ em chỉ muốn là vợ em là bớt đi diễn là nhiều á. Tại vì hai vợ chồng em là cũng đang mong có em bé, cho nên là hạn chế đi diễn lại để dưỡng cho con người cho nó khỏe. Có. Chứ còn cái là mong vợ em là đừng có hửi em nhiều quá nữa. Em hửi hả? Hửi. Hửi. Có cái tật xấu rất kinh dị luôn. Không biết ai giống như vợ em. Tức là em đi làm về khoái hửi mà những cái chỗ mà nhạy cảm rồi. Hửi cho kẹt rồi. Đúng rồi. Ghiền mùi hả? Dạ đúng dạ. Rồi. Em không hửi em ngủ không được. Nhưng mỗi lần mà em có cái tật luôn á là trước khi ngủ là em phải đưa gì nè. Đó. Giờ em ngủ mới ngon. Trời. Rồi, thôi vậy hiểu. Cái đó dễ cưng mà. Ừ. Cái đó làm sao mà bỏ được. Cái đó không cần bỏ em ơi. Nhưng mà em nhột lắm. Nếu mà giờ vợ bớt đi múa lại thì chồng cũng bớt đi đá banh lại. Ừ. Hai đứa như vậy mới là đồng chồng đồng vợ đúng không? Mấy rồi thôi cũng mong cho cũng chúc cho vợ chồng em qua năm sau sẽ có được tin vui. Yeah. Và cuối năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với vợ chồng yêu thương. Yeah. Rồi xin cảm ơn hai em. Dạ. Cảm ơn anh chị.